Rolare? Zokantar. Oklahoma. Oklahoma? Rogan? Oklahoma? Zokantar. Các bạn khán giả GTV thân mến, các bạn tiếp tục theo dõi những thao tác tay của game thủ Linda. Đây là một trận đấu mà Linda đã dò ra được đầy đủ đồ ăn của mình từ rất sớm. Khi mà anh còn chưa kịp F4, F1 thì đã dò ra đủ đồ ăn rồi. Anh đã có một bãi quả đầu tiên 7 cây, một đàn hiêu và bãi quả phụ 5 cây. Ba cây gỗ đầu tiên của anh cực kỳ sát nhà chính. Đó chính là một trong những lý do mà khẳng định rằng đây đã đủ đồ ăn. Với việc ba cây gỗ đầu tiên sát nhà chính như thế này thì có lẽ là có thể khẳng định một câu, chính là dừng ở gần nhà. Chỉ tầm khoảng cuối phút thứ 3 thì Linda sẽ đủ gỗ để có thể thiết kế được một chiếc BS. Nếu như anh xử lý hợp lý hơn nữa thì sẽ thiết kế một chiếc BS ngay từ thời điểm mà con nông dân thứ 10. Sau đó thì chậm hơn một chút thì sẽ điều hai nông dân ra để có thể đóng một chiếc BE tiếp theo. Linda đang có những thao tác một dân câu hai voi. Tuy nhiên con dân này là một con dân đầy máu, không phải là như con dân trong tình huống trước, con dân một máu của anh. Bây giờ thì Linda tiếp tục cắt dân ra để có thể đưa được bầy hươu về. Sau khi phát hiện ra được hai voi nữa, vấn đề của Linda có lẽ là rừng. Đây là cánh rừng đầu tiên mà Linda đặt chiếc BS. Đó là một cánh rừng cực kỳ không đẹp, một cánh rừng dừa, trong khi vị trí đặt chiếc S này thì chỉ sau 1-2 tơn gỗ đầu tiên thì các nông dân sẽ đều phải leo dốc chặt rừng. Đàn hiêu đầu của Linda chỉ có 7, xin lỗi các bạn, đàn hiêu đầu của Linda chỉ có 4 con. Mặc dù vậy không sao, anh đã có sự trợ giúp của hai chú voi nữa. Bây giờ thì một con voi đã nằm gọn gàng trong nhà chính. Con dân tiếp theo nhiều khả năng Linda sẽ đẩy đi để có thể xác định được vị trí của viết BS tiếp theo. Những thao tác lùa những con hiêu quen thuộc về nhà chính của game thủ này. Bây giờ có lẽ Linda mới cắt dân ra để đi tìm rừng. Cánh rừng này thì thực sự là không thể gọi là một cánh rừng đẹp được. Có lẽ tự tin với trình độ điều rờ của mình thì từ đầu đến giờ chúng ta chưa được xem một trận đấu nào Linda sử dụng hôn mã. Phải chăng con đường đi đến nhà vô địch của một ứng cử viên vô địch như Linda sẽ chỉ là những trận đấu thuận tiện thế này? Nếu mà thực sự thuận tiện thế này mà giành được ngôi vô địch của một giải solo xe hôn mã thì sẽ là một điều cực kỳ bất ngờ cho giải đấu. Và tôi cho rằng một khả năng thành công cực thấp. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ theo dõi xem Linda xử lý những tình huống như thế này, liệu rằng anh giấu bài chăng. Bản thân Dinosaur khi solo với X-Men thì X-Men trao đổi với tôi rằng nếu như solo cùng thì X-Men thua Dinosaur với tỷ số khoảng 6-4. Còn nếu như mà đánh hỗn mã thì là 5-5. Đây là một bài mà xác định ít dần, dừng Linda dừng xin dân chỉ ở 23 giây. Chú nông dân đi dò của Linda đã rất tích cực, anh dò ra một cánh rừng thông. Tuy nhiên vị trí của nó thì rất xa nhà chính. Như đã trao đổi với quý vị và các bạn thì rõ ràng là các game thủ đều hoàn toàn có thể tự quyết quyền sử dụng quyền lựa chọn chiến thuật của mình ở trong thể loại solo sang này. Và game thủ Linda của chúng tôi đang quyết định sử dụng chỉ với 23 dân. Nhiều khả năng sẽ là một trận ăn hoang và ép chết đối thủ ngay từ đầu tiên. Tư duy cực kỳ giống nhau. Các bạn có thể thấy
sau những trận đấu đầu tiên, khi mà chúng tôi giới thiệu các bạn trận đấu giữa game thủ Khủng Long và một đối thủ khác cùng bảng khác là game thủ Thủy Lung Linh, thì Khủng Long cũng sử dụng một chiến thuật tương tự khi mà nhà rừng xấu đồng thời tài nguyên thịt là khá phong phú. Như vậy là rất nhỏ cho Linda trong tình huống này, anh sẽ ép đời chậm hơn. Quy định khi mà chú nông dân cắt ra xây nhà thì đã bị sư tử ăn thịt mất. Như vậy là sẽ không được 9-30 như dự kiến. Đây là một trận đấu mà phải đầu 10. Như vậy là 10 phút 07 giây. Linda kích đời 3 với 23-1-1. Thưa các bạn, đây là trận đấu mà 23-1-2. Hãy xem Linda xử lý tình huống trong trận đấu này như thế nào. Lượng tài nguyên để ăn hoang của Linda trong trận đấu này vẫn còn một bầy hiếu 7 con, rất nhiều. Gỗ của anh sẽ tập trung vào việc đóng BA là chủ yếu. Vâng, các bạn có thể thấy đây sẽ là một bài mà Linda đánh như các bạn game thủ Trung Quốc. Đối với một bài nhà xấu, thực nhiều rừng ít, không bo bế, không thể quản được dân tốt, thì sẽ lên sớm, đánh sớm, dâng L, dâng A, ăn hoang. Các bạn có thể thấy sau khi lên đời, chờ đợi lên đời thì Linda dư thừa tới 606 thịt. Thật là một con số quá lý tưởng để có thể làm được quá nhiều việc khác. Đây là một trận đấu mà Linda sử dụng 2L và 3A. Lượng gỗ của game thủ này đang thiếu khá trầm trọng. Anh đẻ một con giò ở một thời điểm không sớm, tuy nhiên vẫn là một thời điểm cần thiết. Nếu như những phút đầu tiên công không thành công thì nhiều khả năng Linda sẽ phải trả cái giá cực kỳ đắt. Vẫn là một lỗi BE, tuy nhiên là kịp thời BE không sao. Chú ngựa giò của Linda sinh ra đẩy về phía góc 6 giờ. Và tên này anh sẽ đẩy thẳng đến góc 12 giờ. Nếu như nhà của đối thủ nằm ở góc 12 giờ trải xuống đến 3 giờ thì khả năng bị Linda ép chết từ trong trứng nước là rất cao. Tuy nhiên khá may mắn cho Iona trong trận đấu này, dường như Linda phát hiện ra nhà anh. Không, như vậy là Linda đã phát hiện ra nhà của game thủ Iona ở phía 2 giờ. Các bạn có thể thấy những con ngựa sọc đơn săn dần tốt như thế nào. Mặc dù vậy thì có lẽ Iona trong trận đấu này đã lên đời rất sớm, đọc được chiến thuật của đối phương. Iona có lẽ cũng nhả sinh dần chứ không đánh với công thức 25+1 như bình thường. Và khó khăn đang thuộc với Linda. Iona nhà khá đẹp, nằm ở góc 12 giờ và cơ cấu nhà cửa trải xuống tới 2 giờ. Vị trí của Iona lựa chọn bóng BA là góc 2 giờ, trong khi có lẽ cánh bên kia thì Iona đã bo bế cẩn thận rồi. Bây giờ là một tấn công của game thủ Iona, tuy nhiên là đi quân lỗi. Tứ Bất Tử vẫn đang giấu được bí mật. Những chiếc nhà quân của anh đẩy ở vị trí xa vẫn đang nằm trong vòng bí mật và Iona chắc chắn vẫn chưa phát hiện ra. Các bạn có thể thấy có một con rạch đã cản trở lớn đến như thế nào cho việc hành quân của Tứ Bất Tử ở thời điểm này. Anh đang tích quân, vẫn phát triển ở nhà. Đây là một trận đấu đầu tiên chúng ta chứng kiến Tứ Bất Tử thi đấu với thể loại hôn mã, không phải là thuần tiễn như mọi khi. Bây giờ thì Tứ Bất Tử đang công vào. Giải pháp của Iona nếu như trong trận đấu này đánh thuần tiễn là phải thủ chặt chẽ,
Nếu như thủ nhà chặt chẽ thì không cần vội vàng công thì chắc chắn Từ Bất Tử sẽ gặp cực kỳ nhiều khó khăn. Những con nông dân hung hãn của Yona đang tỏ ra rất bá đạo. Những tài nguyên và lợi thế ban đầu của việc nhiều đồ ăn đã dần trôi qua. Bây giờ thì Từ Bất Tử buộc phải tìm rừng. Vâng, anh có một cánh rừng nữa. Vị trí mà Yona đang lựa chọn là vị trí rất tốt. Anh đứng ở phía bên trên đầu con dốc. Cũng khá hay, game thủ này tách ra một số ngựa rờ để có thể quản thêm những con nông dân của game thủ Từ Bất Tử. Các bạn có thể thấy là trong một tình huống mà bị ép hoàn toàn thì Từ Bất Tử vẫn đẩy quân sang công nhà của Yona. Đó là một giải pháp hợp lý, tuy nhiên Yona cũng rất kinh nghiệm. Và có lẽ là thời gian đã là người bạn cho Yona trong tình huống này. Thời gian là vừa đủ để cho Yona sinh ra được một tên quân nữa để có thể đỡ nhà. Bây giờ thì do cánh rừng dừa của Yona bị thủng, Từ Bất Tử đang làm khó cho Yona bằng một tên ngựa sọc đơn. Đã lọt được vào bãi ruộng và tất cả những con dân này đều bỏ chạy. Từ Bất Tử đang bình tĩnh triển khai lối chơi của mình. Tuy nhiên là anh cũng gấp phải có khó khăn không ít. Cũng phải ôm dân bỏ chạy thôi. Vâng, một pha bo nhà lại lỗi của game thủ Yona. Rừng của Yona trong trận đấu này cũng không phải là rừng quá đẹp, tuy nhiên như vậy cũng so với Từ Bất Tử thì cũng là hơn nhiều. Một trận đấu mà Từ Bất Tử đã thể hiện rất tốt ý đồ chiến thuật cũng như khả năng đọc trận đấu của mình. Tuy nhiên anh đã vấp phải một bất lợi rất không đáng có, chính là việc chết một con dân xây nhà. Điều đó dẫn tới hệ lụy chính là việc kích đời của Từ Bất Tử không được sớm hơn game thủ Yona là bao nhiêu. Rõ ràng là trong thể loại solo thì bất kỳ một sai lầm nào cũng đều phải trả những cái giá cực kỳ đắt. Không hiểu sao trong tình huống vừa rồi game thủ Yona lại có thể bỏ hẳn nhà để di chuyển như vậy. Bây giờ thì Bea đang bị công vào. Từ Bất Tử đang đi ăn hoang. Đây là cơ hội rất lớn để Từ Bất Tử có thể lấy lại được những ưu thế. Hai bên đang chăn dân nhau một cách kịch liệt. Từ Bất Tử là cũng đang khiến cho Yona rất mất tay, tuy nhiên chắc chắn tên quân này của Từ Bất Tử sẽ nằm xuống toàn bộ. Một điều có lẽ là cần thiết phải làm đó chính là nếu như sử dụng thuần tiễn mà đối phương đánh với hỗn mã thì ngay sau khi có thể tăng được nhà thì không nên tăng nhà A nữa mà nên tăng nhà L dù chỉ là một vài con. Yona đang rất tự tin và tham lai đang nghiêng về phía anh khá nhiều. Bạn có thể thấy là rõ ràng là trong trận đấu trước cả hai game thủ đều sử dụng lối đánh thần tiễn, thì game thủ Từ Bất Tử tỏ ra vượt trội hơn rất nhiều về khả năng điều cung. Tuy nhiên là trong trận đấu này nhà của Từ Bất Tử không được đẹp, tài nguyên quan trọng của anh chính là tài nguyên rừng thì lại quá thiếu thốn và xa nhà. Quan sát cái bản đồ nhỏ, các bạn có thể thấy trong phạm vi 500 dặm vuông thì ở nhà của Từ Bất Tử không có một cánh rừng nào ngoài cánh rừng dừa đầu tiên, cánh rừng mà không thể khai thác được. Yona vẫn đang tỏ ra rất kinh nghiệm. Thi đấu anh chỉ tách ra 3 ngựa rờ để có thể quản lại nhà chính của game thủ Từ Bất Tử, không cho anh ăn thịt ở đây.
Rất khó khăn cho Lina ở thời điểm này. Tuy nhiên là không sao, đây chỉ là một trận nhỏ trong những trận đấu lớn. Lina vẫn đang giữ dần cực tốt. Vấn đề là nhà cửa không ổn định. Có lẽ sau trận đấu này thì các bạn sẽ thấy rằng cảm nhận được độ nóng hơn khi mà các game thủ huyền thoại của chúng ta sẵn sàng nằm sấp mặt bất kỳ thời điểm nào nếu như bài không được đẹp. Và đây, cơ sở làm ăn của game thủ Tứ Tử. Niềm hy vọng của anh đang bị công vào bởi Yuna và Yuna đang quản bản đồ khá tốt. Tứ Tử đang kiên nhẫn chờ đợi những cơn tuân sinh ra để có thể úp nhà của game thủ Yuna. Đây là cơ hội còn lại duy nhất của game thủ này. Vẫn ăn hoang toàn tập. Sóc Quân chờ đợi những thời khắc quyết định và chủ quan của đối thủ. Vâng, đây là một pha đổi dân cho nhau. Tham Lai đè, tuy nhiên không phải là một chiến thắng chắc chắn đã nằm trong tầm tay. Tứ Tử là một game thủ thi đấu cực kỳ kinh nghiệm và xuất sắc. Trong một turn này thì các bạn có thể thấy hàng chục con dân của game thủ màu đỏ nằm xuống, trong khi Tứ Tử không có bất kỳ một sự tổn hại nào. Con dân. Và thêm một lần nữa, Linda đã không thể làm ăn được cách yên ổn. Bạn có thể thấy Linda quản lý bàn đồ nhỏ, giữ được một phong độ của một cao thủ hàng đầu. Tham Lai của Tứ Bất Tử vẫn đang duy trì mức độ 5x. Anh chạy khắp gần khắp nơi trên bản đồ và làm ăn. Trong khi thì những tên công vào nhà của Yuna vẫn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm và rất hiệu quả. Tuy nhiên lần này thì có lẽ là rút kinh nghiệm, Yuna vẫn đang bảo kê cho độ ruộng chính của mình bằng một lượng cung khá đông. Vậy thì Tứ Bất Tử chắc chắn sẽ tìm những cánh rừng để công vào. Một pha vẩy he khá hiệu quả của game thủ Yuna. Đây là một game thủ rất mạnh đến từ Hàn Quốc. Đây là một pha công quân, công và không giấu ý đồ bắt quân. Tuy nhiên Tứ Bất Tử rất kinh nghiệm, anh nhận ra được điều này. Các bạn có thể thấy khả năng cân đối tài nguyên thịt gỗ rất tốt của Tứ Bất Tử. Bất kỳ một thời điểm nào chỉ cần để ý tới thôi là anh đã lập tức điều chỉnh việc khai thác của các nông dân giữa hai loại tài nguyên này. Lần này thì Yuna đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh giữ một đạo ruộng, xin lỗi bạn, giữ một đạo quân ở nhà khá lớn. Và việc có móc máy của Tứ Tử trong tình huống này là không thành công. Tư thế rất lớn để cho Yuna có thể có được một game đấu đầu tiên thắng lợi trong loạt trận này. All of them.
những thao tác cực kỳ hay của game thủ Linda. Mình cắm cờ cho đội dần di chuyển để có thể chặt giữ gần hơn. Nhận thấy các bãi rừng bị quản rất chặt, tôi đã tự buộc phải nâng chặt giữ 2 ở một thời điểm mà gần như là bắt buộc. Bây giờ nhóm tên quân của Tú Tử trở nên nhỏ lẻ hơn, chắc chắn dân của anh đang rất nhiều. Rõ ràng là Yuna thể hiện được sự kinh nghiệm không nhỏ của mình. Anh quản rừng rất tốt bởi vì đây là một bản đồ ít rừng. Tham lai 60-40. Lượng nhà chính của game thủ Tứ Bất Tử đang rất nhiều, vì vậy nếu như có thể sóc đều được những con dân ra thì Tứ Bất Tử vẫn còn rất nhiều cơ hội và cắm cờ để cho đội có thể di chuyển khéo léo vào trong nhà của Yuna làm mất tay game thủ này. Nhưng tuy nhiên cuối cùng thì cũng đã phải chấp nhận thua cuộc này. Đây là một game, không phải là một trận đấu lớn. Hãy chờ đợi ít phút để đến với những trận đấu tiếp theo đang tỏ ra hấp dẫn dần lên giữa một game thủ hàng đầu là Tứ Bất Tử và Yuna, một game thủ rất mạnh đến từ Hàn Quốc. Các bạn chờ đợi ít phút.